Oh, xin chào mọi người đã đến với kênh Tiếng Hạt Lê Huỳnh. Hôm nay showroom khá trống trải, xe mới thì về ít, cho nên là Tiếng sẽ giới thiệu đến mọi người hai chiếc xe cũ rất là đẹp, rất là nổi tiếng, đó là hai chiếc 48. Đối với dòng 48 thì mọi người đã quá quen thuộc bởi vì nó được bán nhiều nhất tại Việt Nam. Nhưng mà hai chiếc 48 ngày hôm nay Tiến giới thiệu đó chính là hai chiếc đã qua sử dụng, đồng giá 442 triệu, đời 2020. Bây giờ mình sẽ quay và giới thiệu hai chiếc này tình trạng ra sao và có những đồ chơi gì cho mọi người. Đầu tiên chính là chiếc 48 có dán cái tem Cobra USA ở trên bình xăng. Chiếc này đời 2020, chạy được 2.829 cây số. Xe đã được chủ xe trang bị ghi đông hơi cao, dây thắng đồ chơi, dây dầu thắng đồ chơi, giúp cảm giác thắng an hơn. Cản chống đổ chính hãng, cái cản chống đổ này chính hãng bán là gần 14-15 triệu nha mọi người. Cái lọc gió độ, lọc gió này hiệu Allen S Capo Cobra, thì với cái combo bộ slip on Cobra với lại lọc gió Allen S này thì nổ lên tiếng nghe rất là lực. Bây giờ mình nổ thử cho mọi người nghe, nhưng mà không biết là cái micro có thu được cái tiếng bô uy lực này không. 1 2 3. Rác quá. Xe rất là mới nha, tất cả mâm phuộc này nọ là không một vết chày, rất là mới, rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Sơn máy rất là gọn gàng sạch sẽ, không có bị dơ này nọ gì hết. Đó. À, quên, yên sau nữa. Yên sau, các chân sau. Giá bán chính hãng cũng gần 15 triệu luôn. Biển số là 59A326849. Xe được trưng bày tại Central Sài Gòn Harley Division 9496 Huỳnh Văn Bánh. Giá bán là 442 triệu. Ok, chiếc kế tiếp. Chiếc này thì cá tính hơn một chút xíu, dành cho những khách hàng nào mà muốn cái kiểu dáng quậy ngầu. Đó, đập vô mắt mình là cái ghi đông nè, nhọn, rất là cá tính. Tư thế ngồi, nếu mà mình chơi ghi đông cao này thì nó rất là ngầu. Ngồi ngang vai, tiếng cao 1m64, mét 63, mét 64, ngồi rất là thoải mái. Và bật mí cho mọi người luôn là khi mà mình lên cái dòng cao này, cảm giác bẻ lái đi cua rất là nhẹ nha, chứ không có khó chịu giống như là mọi người từng nghĩ. Cảm giác rất là dễ chịu luôn, bẻ lái rất là nhẹ. Đó, cặp bao tay đồ chơi, cái mô binh sườn được đưa xuống đây, cản chống đổ chính hãng. À, bên này thì cũng đã được trang bị lọc gió. Đây, bên này cũng đã được trang bị lọc gió, nhưng mà cái lọc gió này thì khác cái lọc gió kia, nhìn nó hiền hơn. Lọc này là lọc Screaming Eagle, lõi bằng vải có thể vệ sinh được. Cũng độ một cặp Cobra giống như chiếc bên kia luôn, nhưng mà cặp này thì anh chủ xe anh để cho nó lộ ra luôn, không có ốp cái ốp zin vô, cho nên là nhìn nó full đen. Rồi, cái khung tựa lưng cái CC3 đồ chơi nhìn cũng khá cá tính, đen phía sau đuôi, tại vì cái bát biển số zin thì đã gỡ ra rồi và thay bằng cái bát biển số bên hông. Biển số chiếc này là 59A326501. Odo hơn chút, 3.434, giá bán là 442 triệu. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.